học cho đến hiện nay là cái chương trình này là chương trình lớp 4. Rồi. Rồi bắt tay luôn nè. Bắt tay thêm lần nữa. Đây là một cái nói thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị tất cả các bạn thì sẽ không biết đây là một cái lớp học ngay tại đất nước thủ đô Phnom Penh, đất nước Campuchia của Việt Nam. Đây là các đứa bé người Việt. Okay. Con nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. 11 tuổi. Nhà con gần đây không? Cô Loan. Là cái trường học luôn. Chắc mình chia sẻ xíu nha. Rồi em hôm nay là tụi em tới là ngày mai tụi em phát gạo khu vực này nè, nên là muốn ghé đây thử sao. Ôi cũng may, cũng hên ha. Cái trường mà này tên gì cơ? Trường Hạnh Phúc. Đầm lỗi. Chị nhắn nếu mà ta là Hạnh Phúc ở các tỉnh cho có thể nói là Hạnh Phúc ở mỗi trường Việt Nam, cho người Việt Nam ở các tỉnh đó. Cái này là em thích lên truyền hình luôn á. Đúng rồi. Em có đăng ký like cái kênh này không? Dạ em vô chứ không. Các con im lặng nha. Ở đây là trường của chúng tôi là mấy kia một, vì có rất là nhiều điểm trường của người Việt Nam ở các tỉnh. Dạ. Nên là ra là và trường này thì mở khoảng được 17 năm rồi. Dạ 17 năm. Thì chủ yếu là tất cả chúng tôi đây dạy cho người Việt Nam. Trẻ Việt Nam là quản lý của chúng tôi là người Hàn Quốc và họ muốn cả các giáo viên người Việt Nam để mà dạy chữ Việt Nam cho con em Việt Nam. Thì tùy những trường có tiếng Anh, họ cũng có dạy thêm tiếng Việt nè, rồi dạy thêm tiếng Cam, rồi họ dạy thêm cả tiếng Anh nữa. Dạ, nhưng mà ở đây thì chúng tôi hiện tại thì chỉ dạy tiếng Việt thôi. Không, chúng ta không có giáo viên dạy tiếng Cam với lại tiếng Anh. Dạ. Hôm nay thì cũng rất là tình cờ hai anh em tụi em có mặt tại thủ đô Phnom Penh và ghé khu vực cầu Sài Gòn này. Thì cũng không có duyên, không biết ở đây có cái trường học, thì vào đây tự nhiên thấy cái trường rất là thích. Ở đây là mấy bạn nhỏ này là đi học như thế nào vậy cô ạ? Dạ các bạn thì đi học ở đây chúng ta có hai buổi, buổi sáng và buổi chiều. Thì hôm nay là như ngày quốc tế thiếu nhi thứ 6, thì ra là chúng ta thì hôm nay không có học nè, các bạn lại chơi nãy giờ là chơi trò chơi rồi phát bánh kẹo cho các bé rồi. Dạ thì ngay lúc anh vào ngay lúc rồi. Dạ thì ở đây thì mấy bé học có học phí hay có tốn kém gì không ạ? Dạ có, thì mỗi ngày đi học vậy thì các bé sẽ đóng là 500 riêng. 500 riêng thì chúng ta dùng tiền đó để đóng tiền điện, tiền nước cho, và chúng ta được hỗ trợ kinh phí từ quản lý của người Hàn Quốc. Thì mỗi giáo viên thì chúng ta được giá lương theo của mình hàng tháng như vậy á. Dạ. Ở đây trường này là mình dạy hết bao nhiêu con bé à? Ở bình quân trường chúng ta là khoảng 100 em. 100 em vậy thì dạ. Các bé ở các độ tuổi khác nhau thì mình chia lớp như thế nào? Dạ các bé thì độ tuổi thì khoảng từ, chúng ta nhận từ khoảng 5 tuổi đến khoảng nói chung là 16 tuổi cũng có là cao nhất. Thì dạy từ mẫu giáo cho tới lớp 5 luôn. Nhưng mà ví dụ như em nào mà nó học hết lớp 5 rồi thì nó có thể muốn học thêm. Nó thì lớp buổi sáng thì chuyên về mẫu giáo với lại lớp 1. Còn buổi chiều thì có cả mẫu giáo lớp 1 luôn, nhưng mà ít, nhưng mà phần lớn là 2, 3, 4, 5. Dạ là 2 buổi thì chúng ta phải chia, nói chung là dạy thì hơi cực. Không thể nào có cái giáo trình như Việt Nam mà dạy theo từng cấp được. Thành ra là chúng ta phải rất là cực để dạy theo các em. Không thể nào bắt các em mà theo trình độ của mình được. Dạ. Vậy thì hiện nay thì trong cái ngôi trường của mình có bao nhiêu giáo viên ha chị?
cô? Dạ, hiện tại trường ở đây thì chúng tôi có hai giáo viên, đây là chị gái của tôi. Dạ. Hai chị dạy buổi phụ trách lớp buổi sáng. Dạ. Thì buổi sáng đông hơn, khoảng là 60-70 từ khi lên 80 em cũng có. Dạ. Dạ, buổi chiều thì khoảng tầm 30 em, 40-40 em thôi. Dạ. Nó dao động khoảng đó. Dạ. Nó không có chính xác con số là như vậy. À, dạ. Chia sẻ với cô á, là anh này là anh Bùi Hồ, cũng là giáo viên dạy hơn 10 năm rồi. Dạ, thì thầy cho thầy luôn á, đồng môn. Anh bất ngờ nhất là tại sao cô thì lại xưng là chúng tôi mà không xưng là cô? Dạ, tại vì chúng tôi thì có cả chị hai và cả tôi nữa, nên tôi thích dùng giống như vậy. Bây giờ mình thích hơn. Dạ. Dạ. Bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút xíu về cái nghề của mình đi ha. Dạ. Tại vì cô thì ở đây cái việc mà đào tạo mà sư phạm để mà ra dạy các bé như thế này là có thể chia sẻ cho tụi em. Sư phạm như có nghĩa là cô phải học sư phạm ở Campuchia này rồi sau đó dạy hay không? À, đây dạy học đây là một cái có thể nói đây là một cái điều mà chúng tôi gọi là chào của trời đi. Chúng tôi đây là từ thiên mệnh, chúng tôi là tin vào Đức Chúa Trời, tin vào Chúa Giêsu. Thì đi bản thân tôi đi, thì tôi học tôi được tốt nghiệp ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mà tôi không hẹn chúng tôi sẽ trở thành giáo viên vì đó không phải là ước mơ của tôi, nhưng mà cảm ơn trời là tại vì khi tôi được đến đây, gia đình của chúng tôi sống ở tại đất nước Campuchia này thì khoảng 17 năm về trước khi đến bắt đầu thì nó không phải là ngôi chùa như thế này, nó là một cái miếng rất là nhỏ khoảng từ cái cột cái kia ra thôi, thì là mướn và mướn điểm đó là có rất là nhiều giáo viên khác nữa rất là lớn tuổi. Thì hôm đó thì thời điểm đó tôi qua bắt đầu tôi dạy, thì đó tôi mới tốt nghiệp chính thôi, thì tôi qua tôi đến là thăm ba gia đình để chơi thôi, rồi sau đó bắt đầu ba tôi nói bây giờ ở đây đang thiếu giáo viên thì thôi con ở lại đây con dạy đi. Thì đó khi tôi học tốt nghiệp ở Gò Vấp lớp 9 thì qua đây thì tôi dạy, bắt đầu tôi dạy xong phải được 3 năm sau tôi trở về Thành phố Hồ Chí Minh tôi lại tiếp tục học, tôi phải tốt và tôi bắt đầu vào vì mình trễ rồi mình vào trung tâm giáo dục thường xuyên mình tiếp tục học lớp 10 và tốt nghiệp hết 12, thì tôi tốt nghiệp vào năm 2010 thì tôi bắt đầu quay trở về trở lại và tôi lại tiếp tục dạy. Thì khoảng thời điểm đó có cả chị hai tôi bắt đầu qua. Dạ, đó là bắt đầu chị qua thì bắt đầu dạy. Dạ, đó là một cái điều mà mình không thể biết trước, mình cũng không thể nói được. Và thấy là rất là thương mấy em nhỏ. Dạ, dạy học thì để bắt đầu chị chia lớp thì đúng ra thì cơ chế của một trường như vậy thì chỉ có một giáo viên thôi, không có thể nào mà dạy hai giáo viên được. Thì nhưng mà chị hai của tôi có một cái bệnh đó là bệnh viêm thanh quản mãn tính. Thành ra là chị mới xin quản lý là nó bây giờ chị sẽ cần thêm một giáo viên nữa. Thì thời điểm trước đó thì tôi có gia đình thì tôi sinh con thì tôi tạm ngưng, thì tôi không có dạy nữa. Thì chị của tôi mới nói là thôi bây giờ cho cô Hằng này dạy lại đi để phụ cho cô. Để thì bắt đầu từ đó thì đến nay cũng 5-6 năm rồi. Em dạy là 5-6 năm rồi. Thì bắt đầu hai chị em tôi bắt đầu chia lớp. Thì hồi trước thì một lớp, một giáo viên một đứng toàn trường cả trăm em, đứng từ sáng đến chiều. Thì sau đó thì bắt đầu chia lại cô Hảo đứng buổi sáng, thì tôi đứng buổi chiều, thì bắt đầu chúng tôi bắt đầu các chị em bắt đầu. À, vậy thì một giáo viên dạy rất là nhiều lớp khác nhau, từ mẫu giáo cho đến là những cái lớp trên nữa. Dạ. Vậy thì cái khó khăn nhất của người giáo viên ở ngay tại này, ở hiện tại cái ngôi trường này so với giáo viên ở Việt Nam là như thế nào? Khó là ở Việt Nam thì giáo viên sẽ được đào tạo rất là cơ bản, rất là chỉnh chu theo chuyên môn, phải có giáo án vân vân, và dạy thì một năm như vậy em sẽ được lên một lớp. Dạ. Còn ở đây thì điều khó đó là các em vào ở các độ tuổi khác nhau rất là khó. Các em sẽ bắt đầu học chữ cái bắt đầu theo độ tuổi, có thể 10 tuổi trở lên, có 12 tuổi, 15 tuổi cũng có. Và các em cũng khó đó là cái khả năng nhớ của em rất là khác nhau nữa. Thì khi các em có thể đọc được chứ các em không tính toán được, rồi ngược lại các em tính được nhưng các em lại không đọc được và các em cũng không biết được. Thành ra là chúng tôi phải thực sự là cố gắng để mà theo cái trình độ của mấy em, theo mấy em được lúc nào là lúc đó. Xong rồi một cái điều khó khăn nữa, các em học rồi vì người Việt Nam của mình là vốn là mình hay di chuyển nhà trọ này nọ thì kia, thành ra là khi mà em học được ba mớ xong rồi á, các em lại di chuyển đổi nhà. Thành ra là các em hôm nay đi Việt Nam một tháng hai tháng rồi đổi cái khu vực khác ở, xong rồi quay trở lại thì các em không còn nhớ gì hết, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu nữa. Cứ là như vậy thì có em thì nếu các em cố gắng thì các em học thì giống như Việt Nam mình, nếu mà các em cố gắng thì các em sẽ một năm thì các em cũng sẽ được lên một lớp. Rồi còn nếu không có em thì nhiều khi một lớp học 2-3 năm, 3-4 năm cũng có nữa. Khi nào chúng tôi thấy các em đọc được thì chúng tôi sẽ theo trình độ các em, cứ là phải cố gắng theo em để các em lên lớp tới hết lớp 5. Đây là một cái khu mà người ta gọi là khu tập trung của người Việt rất là đông. Dạ, và đặc biệt thì những người
việc ở đây có thu nhập rất là thấp. Dạ. Ba mẹ của các bé này nè thì rất làm việc, thu nhập rất là bấp bênh. Dạ. Thì cái việc mà để cho các bé đi đến trường nó khó khăn nhiều lắm không cô? Như lúc này buổi sáng có nhiều cô hỏi, tôi cô không nói gì. Thì thật sự ra thì các em ở đây á, nó đi đến lớp thì đóng 500 á thì nó không là khó. Nhưng để có tiền cho các em nè, ăn sáng nè, sinh hoạt nè, thì cái đó là khó. Cho nên ba mẹ của em thì cũng cố gắng cho các em đến trường. Và thêm nữa một điều nữa là họ bắt buộc phải cho các em đến trường. Tại vì sao? Đến trường có người giữ chúng tôi. Còn nếu mà các em không đi học, ở nhà không có người giữ, thì vì ba mẹ sẽ đi làm hết. Đó. Cho nên đó là cũng cái điều mà họ phải cố gắng cho con họ đến trường. À, cái việc mà quản lý các bé như thế này nè, thì các bé khác nhau sẽ có độ tuổi khác nhau, thì diễn biến tâm lý khác nhau. Và đặc biệt là sống ở trong một cái môi trường như thế này đó, thì cô gặp khó khăn và điều gì đã dạy các bé? Dạ, các bé thứ nhất trong một lớp nhiều độ tuổi khác nhau, hiểu biết cũng khác nhau. Các bé thường sẽ xảy ra mâu thuẫn, đánh lộn, cãi lộn, lớn đánh nhỏ, rồi nhỏ thì quen nghe là hổ, chửi lộn. Dạ, rồi hồi trước thì thậm chí là chửi luôn cô giáo, rồi đánh nhau thì chỉ đánh đến đây thì chạy ra ngoài đánh, đánh xong rồi chạy chửi cái cha mẹ, xong rồi cha mẹ đến, cha mẹ mắng vốn, cúng sùm hết trên toàn trường luôn, dạy bài học thì rất là khó để dạy luôn. Là tại vì bé thì học á ớ, bé thì phải vô rất quần, bé thì đập bài vô. Và đó thì điều mà chúng ta rất là khó để mà dạy. Rồi khi mà vô lập bài, ví dụ chúng ta có điều muốn truyền đạt phương pháp đó, thì cũng rất là khó. Tại vì bộ các bé rất là nhiều độ tuổi, nó trộn với nhau á, thành ra là khi các bé chúng ta không thể nào truyền đạt hết ý được. Nhưng là cái điều mà mình muốn truyền đạt cũng không thể được, tại vì các em không hiểu được, các em không thể tiếp thu hết được. Đó là điều rất là khó. Nên chúng ta phải lựa cái gì đó mà nó chung chung được, lớn được, nhỏ có thể hiểu được, chơi được, tiếp thu được, thì chúng ta phải tuyển, chúng ta phải lựa rất là thực tế trước khi truyền đạt cho các em truyền đạt. Thật ra thì Bùi Hồ cũng đã từng đứng lớp 10 năm và gặp bản thân của như hai cô ở đây á, rất là trân quý vì cái lòng yêu nghề á. Một là yêu nghề, yêu tiếng Việt của mình, dạy cho người Việt trên đất nước Campuchia để biết tiếng Việt, để có thể nói gần tiếng Việt, bảo tồn của ngôn ngữ của mình ngay tại đất nước bạn. Thì chắc có lẽ là mình sẽ qua đây đi hai cô để chia sẻ một số về tập vở của các bé như thế nào ha. Vậy mà các bé học ở đây buổi trưa ngủ đây luôn sao cô? Dạ không, các bé học sẽ đi về. Buổi sáng các bé học từ 8 giờ đến 11 giờ. Xong sau đó rồi các bé sẽ đi về nhà. Rồi lớp buổi chiều sẽ học tiếp tục từ 1 giờ rưỡi cho đến 5 giờ. Dạ, các bé sẽ đi về. Tại vì hầu như là nhà các bé ở gần đây. Dạ, ở gần ở sớm, kiểu như vậy á. Em thấy ở đây là một cái trồng tập. Thì các chữ số ở đây là giống chữ số ở lớp 1 á. Dạ, lớp 1. Phải, tập này là của các bạn lớp 1 đúng không cô? Dạ. Dạ, lớp 1 ở đây thì các bạn thì đa số là bao nhiêu tuổi thì bắt đầu đi học lớp 1 như thế này? Mà cái này không, mình không nói được nha. Có thể 5 tuổi là vô lớp, là mẫu giáo. Dạ. Có bạn thì đó, 9 tuổi, 10 tuổi mới là lớp 1, mới bắt đầu học chữ cái. Không biết viết luôn, không cầm được chữ. Là mình phải đến, mình phải chỉ cho biết, rồi phải đọc A, A, ớ. Đây là các chữ cái mà chắc có lẽ là em Phong ngày xưa thì cũng đi học, cũng nhớ những con chữ cái đầu đời mà cô giáo dạy cho mình như thế này. Và khi mà các bạn biết những cái con chữ mình bút chì vô đây á, thì cô chấm điểm nè. À, những cái nét nào sai thì cô đánh dấu, và sau đó thì cô sẽ cho điểm. Dạ. Còn những cái tập của các bạn học lớp 3, lớp 4, lớp 5 có để đây không cô ha? Có. Bây giờ thì mình sẽ qua bên đây luôn ha. Cái chương trình sách giáo khoa của mình thì học theo cái chương trình của Việt Nam luôn. Dạ đúng rồi, chúng tôi dạy theo chương trình của Việt Nam. Dạ. Dạ, nhưng mà một điều không có đồng loạt là chữ các bé có thể học theo tiếng Việt theo cấp bậc mà toán thì chúng ta phải coi theo trình độ. Ví dụ có thể có em nó học lớp 3, lớp 4 thì nhưng mà toán thì học ở trình độ lớp 1 và lớp 2 thôi. Nên là khi để toán thì phải theo mấy em lựa cái nào mà cơ bản nhất, thì các em không thể như Việt Nam mà chúng tôi dạy cộng trừ, nhưng khi toán đối những cái gì cơ bản nhất các bé chung với nhau. Nhất là thiêng liêng khi mà ngay tại đất thủ đô Phnom Penh, đất nước Campuchia, cầm một cái cuốn tập mà có tiếng Việt Nam
cái chương trình đó thì về chương trình sách giáo khoa thì học theo sách giáo khoa của Việt Nam, nhưng mà hiện nay á thì ở Việt Nam thì người ta sẽ đánh giá bằng nhận xét. Ở chương trình Việt Nam thì cô ở đây lại cho những cái con điểm 10 tròn chỉnh như thế này. Và đặc biệt vô tình thì mình Bùi Hồ mới cầm cái cuốn tập của bé này lên thì thấy cái nét chữ của bé viết rất là sạch đẹp, không có thấy không? Bé này là bao nhiêu tuổi vậy chị với cô à? Bé này là 13. Bé nào đâu? Bé nào đâu? Ghi chữ đẹp vậy. 13 tuổi ra đây bé đẹp. Gái, bé gái. Ngại, ngại hả? Đây Phong ơi. Một cái cuốn tập ngẫu nhiên thứ hai mà anh lấy cho em và tất cả mọi người có thể xem được. Những cái con chữ rất là đẹp được viết từ chính cái bàn tay của bé mà các cô nắn nót từ mầm non tiểu học cho đến hiện nay. Là cái chương trình này là chương trình lớp 4. Lớp 4. Con trai của con đâu? Cô lấy tập của con đi. Chờ mấy đứa thôi. Hiện nay thì về cái việc mà sắm tập vở cho các bé ở tại đây đây ở đây á thì trang bị tập vở của các bé có đầy đủ hết không cô? Em ở đây em thấy là các tập của bé thì không có được bao bìa dán nhãn. Dạ cũng như tùy bé, có bé nữa nó sẽ tự bao, ví dụ như cái bé này đi, ví dụ nó sẽ tự bao. Cũng mình cũng biết là các con nên mà bao tập để bảo vệ cái tập của các con cho nó tốt, nhưng có bé thì nó sẽ bao, ví dụ nó sẽ bao rất là nhiều bé, nhưng mà có bé như vậy thì nó lâu mới bao, như là mình cứ phải là nhắc hoài. Dạ rồi thực sự thì mình chúng tôi rất là bị hạn chế, là hiện tại là như mấy anh biết đó là hiện tại Việt Nam đang cải cách sách tiếng Việt và chúng tôi không đồng ý với cái sách tiếng Việt lớp một, thành ra là chúng tôi vẫn phải đang sử dụng cái quyển sổ và chúng tôi phải đi mua rồi, đặc biệt là ở tiếng Việt lớp một, hệ thống tiếng Việt lớp một tập một và tập hai thì sách thì hiện tại mỗi lần như vậy chúng tôi có cái người quản lý thì mỗi tháng chúng tôi sẽ họp giáo viên, chúng tôi sẽ trình bày cái khó khăn của trường thì chúng tôi sẽ đề xin vậy thì cái cô thì đi học ngành sư phạm của mình với lại hệ thống giáo dục của Campuchia thì như thế nào? Chúng tôi hiện dạng như kiểu tổ chức phi chính phủ, ở đây kêu là ông ca đó, thì tổ chức phi chính phủ thì là của người Hàn Quốc, thì chúng tôi dạng như chỉ là của người Việt Nam thôi, có thể nói dạng như kiểu là của một nhóm nhỏ thôi, thành ra là chúng tôi chỉ là hợp trong cái khuôn khổ của chúng tôi người Việt Nam. Và dạ, và mỗi lần như vậy thì người quản lý của chúng tôi thì họ sẽ có một người đại diện người Việt Nam ở đây, thì ông không thể nói cái việc được rằng thì ông sẽ nhờ cái người hỗ trợ đó để mà truyền đạt thông tin cho ông, và mỗi lần như vậy cần gì chúng tôi phải viết giấy để gửi về cho nô quản lý xem xét xử lý nó giúp cho chúng tôi. Thì đến hỏi thì giờ họ sẽ trân trọng hỏi các kiến trúc sư và gọi là kiến trúc sư sẽ ghé các điểm trường ở các tỉnh luôn, thì trân trọng cho biết cho gom. Trước những đó thì rất là nhiều đoàn đến để hỗ trợ các em, họ cũng hỏi về sự khó khăn, họ đến thì các em cần gì họ cũng cho quà cái này, các em cũng rất là thích. Nhưng mà gần đây thì chúng tôi đang khó khăn nhất là về nguồn vốn cho chúng tôi. Dạ, chúng tôi rất là khó tập lớp một này. Khó là về khó cái nguồn nhập sách hay là kinh phí để mà mua sách thôi? Hiện tại là khó là tại vì cái nguồn sách cũ á, hiện tại thời điểm của 2022 là nguồn sách cũ chúng tôi không mua được. Chứ tôi có gửi những người quen ở Việt Nam mua cũng không thể tìm được, là tại vì họ không, có lẽ là tôi nghĩ là có lẽ Việt Nam không có còn xuất bản hay sao á, thành ra là khi mà đi kiếm cái sách cũ lớp 1 thì họ bảo rằng là không có còn sách mới thôi, thành ra là rồi lớp 2 cũng phải mỗi lần chờ. Thì hiện tại đến thời điểm này thì chúng tôi cũng không có, mỗi lần viết thì em này viết thì em chỉ phải ngồi chờ, dạ phải ngồi chờ đến khi nào viết xong, khi em này phải chờ xong tới qua hôm sau vẫn chưa được viết nữa, là tại vì sách rất cũ nó rách rồi, sách thì hiện tại bây giờ chưa có lên được. Dạ thì nó là vậy tập thì hiện nay tập dạ. Tập ở đây đủ hết không con? Tập dạ tập thì chúng tôi có, dạ có, chúng tôi có tập đủ cho các em, các em mua hoặc là chúng tôi được cho để cho để chúng tôi bỏ vô trong tủ để dành khi em có thì chúng tôi sẽ cho lại. Có nghĩa là mình nếu như mà có những cái đoàn nào hỗ trợ thì hỗ trợ tập thì mình cứ để vào tủ, dạ. Để khi mà các em mà thiếu mà không có tiền mua thì dạ. Cô sẽ phát cho các em. Dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ. Thì không em có thể trao đổi với lại cô giáo đi ha. Dạ. Ở đây thì mình học là các bé lại với nhau hết luôn. Dạ đúng rồi, chúng tôi nhận từ 5 tuổi trở lên, bao nhiêu từ dạ. 5 tuổi trở lên các bé cứ đến và học, và chúng tôi chia theo mẫu giáo một hồi, có chọn buổi sáng mẫu giáo dạ. Lớn hơn cái việc tôi cho học buổi chiều, cứ như dạ. Vậy là chúng tôi làm như vậy đó. Dạ, dạ. Có một cái điều nữa thưa cô là tụi em khi mà đến đây tụi em thấy là cái không gian học của trường của mình đó thì lại có nệm nè, rồi có đồ
khu bếp nè, rồi có chỗ giặt quần áo, hình như là đây là một cái căn nhà sinh hoạt của các cô luôn hay sao? Dạ thì ở đây hiện tại là vợ chồng của anh chị hai chúng tôi ở đây, và anh chị cũng là hỗ trợ để quản lý con trường luôn, cho nên là chúng tôi phải sinh hoạt ở đây, không còn được sinh hoạt ở một cái khuôn viên như thế này, anh có thấy? Dạ. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, là các cô là tổ chức tặng quà tặng bánh cho các cháu. Dạ. Bánh này là từ đâu ạ? Dạ, bánh này là chúng tôi là mua, là khi là mỗi tháng chúng tôi được trả lương, xong chúng tôi có một nguyên tắc là phải dâng một phần mười, chúng tôi phải trích một phần mười trong tổng số tiền của chúng tôi cứ mỗi tháng như vậy hai cô hùng lại, và khi mà cần để mua cái gì đó chúng ta sẽ xuất cái tiền đó để mua bánh, mua kẹo hay là để lại dẫn các em đi chơi này ở các kiểu, và thì thiếu thì các cô bỏ tiền túi ra cũng đi. Như vậy là mấy cô là hôm nay là mua bao nhiêu tiền bánh hết bao nhiêu riêng? Dạ tôi biết cô dạ. Hơn 100.000 riêng. Hơn 100.000 riêng là bao nhiêu đô la? 400.000 tiền Việt. 25 đô. 500.000 tiền Việt Nam. Hơn 500.000 cho toàn trường, cho cả 100 em. Cho 100 em, hai cô là lấy tiền túi móc ra. Có rất là nhiều, dạ cái đó là cái niềm vui của mình. Vì mình ban cho, cho là cả. Dạ đúng rồi, mình nhận lãnh là để giúp cho. Cái điều mà chúng tôi cũng rất là thương người Việt Nam ở đây. Hôm nay anh em từ Sài Gòn, Việt Nam qua đây thì cũng bất ngờ về một cái cộng đồng người Việt sinh sống đây đông đúc và đùm bọc nhau. Từ sáng đến giờ tiếp xúc rất là nhiều phụ huynh của các bé, người nghèo có, người khó khăn có, thậm chí có những người sống ở trời không nhà không cửa, không điện không nước. Và như vậy thì khi nãy mấy cô có chia sẻ là mỗi buổi đi học như vậy á, các cháu sẽ 500 riêng thì có trường hợp nào mà gia đình ba mẹ khó khăn quá rồi không cho con đến trường nữa rồi mấy cô phải vận động không? Dạ cũng có, dạ cũng có, nhưng mà trường hợp hồi trước thì nhiều hơn, nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn rồi, nghĩa là mọi người ý thức được là con cần phải đi học, vì nếu mà con mình không đi học, con mình sẽ thiệt thòi, con mình sẽ thua thiệt bạn, nên thành ra là điều đó đến thời điểm hiện tại khoảng 10 năm về trước thì nó có nhiều hơn, nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn. Nói chung là ở khu vực này, tôi nghĩ nó là ở cái khu vực cầu Sài Gòn, còn những trường khác thì chúng tôi cũng không có cơ hội đi đi nhiều. Đây là học phí của các bé nè, mỗi ngày đổi ra tiền Việt mình là chưa được 3.000 đồng, chưa được một cái tiền đủ cái tiền gửi xe ở Việt Nam đâu hết. Gửi xe ở Sài Gòn là một chiếc xe máy gửi một cái điểm gửi xe là ít nhất là 5-10.000 đồng, tức là mỗi buổi các cháu học có nhiêu đây thôi. Ôi rẻ nghe chưa? Dạ để hỗ trợ, tại vì thực sự thì hồi trước thì được là rẻ hơn nữa đó, hồi trước chỉ có 200 thôi, hồi trước là 200 thôi, giờ 200, 200 rồi lên 300, giờ 300 rồi giờ là 500. Nhiều người họ đóng tiền xong họ nói như thế này, họ nói nha mấy các cô đóng tiền tuần như thế, chúng tôi bảo đóng tiền tuần, hồi trước 300 thì một tuần đóng ra là 1.500, đóng một tuần thì 5.000, hoặc là thứ hai đến thứ sáu, thì họ đóng tiền xong rồi họ lại tiếc, họ bảo đóng có 300 mấy cô nghĩ mấy cô không trả lại, nhưng mấy cô ấy, chúng tôi nói chúng tôi đóng 300 cho dùng để điện nước, rồi mỗi thứ bảy chúng tôi lại có chương trình cho thiếu nhi nữa, các em đến chúng tôi lại phải lấy tiền để đi mua bánh, mỗi thứ bảy đều có chương trình giống như vậy. Thì nhưng mà chúng tôi mới nói là thôi bây giờ quý vị như vậy thì thôi bây giờ chúng ta đóng học mỗi ngày, đóng ngày nào đóng ngày đó đi, quý vị khỏi cần tiết tiền, khỏi uổng tiền, thì đó là lý do sao chúng tôi lại lấy 500 mỗi em. Ngày đi học thì đóng, không đi học thì các em không phải mất tiền. Tôi bây giờ như này trả lại cái không gian thời gian sinh học cho cô trò, tụi mình sẽ ghi nhận cái hình ảnh học hàng ngày của các cháu để cho mọi người hiểu hơn cái cuộc sống của cộng đồng người Việt cũng như là hai cô dạy các cháu như thế nào ha. Dạ. Trước hết thì cũng cảm ơn hai cô đã dành hết rất nhiều tâm huyết dạy cho những đứa nhỏ này biết được tiếng Việt nè, rồi biết được số đếm nè, để cuộc đời của các bé nó thay đổi hơn so với cha mẹ. Cha mẹ thì nếu không, cha mẹ ở đây phần lớn là đều học nửa chừng phải bỏ rồi. Bây giờ thì các bé phải nối tiếp với những cái sự học đó. Quay về cộng đồng người Việt Nam, thật sự là hồi trước tôi có coi một cái clip của anh quay bắt đầu từ ở ngoài cầu Sài Gòn, thì tôi rất là thích, rất là thích, để rất là cảm ơn các hay gọi là các blogger, là youtuber để gây đi qua nước bạn để mà quay về cộng đồng người Việt Nam của mình, để mà để cho các bạn ở khắp mọi nơi có thể biết nhiều hơn về người Việt Nam của mình tại đất nước Campuchia, để rồi rất là nhiều cái cuộc sống này, điều mà chúng tôi cũng thích, rất là thích để được đi, nhưng mà chúng tôi không có cơ hội có thể làm như vậy, thì xin Thiên Chúa ban phước lại cho các anh để là mỗi ngày để tôi mang cái thông điệp đến nhiều người biết thôi, việc cộng đồng người Việt Nam tại đất nước. Cảm ơn cô. Và đặc biệt là hai anh em thì rất trân quý cái tấm lòng của hai cô đã dành trọn cả cuộc đời mình cho các bé để ngay tại đất nước Campuchia để hiểu thêm về tiếng Việt. Và bây giờ thì các anh em sẽ chụp một cái tấm hình lưu niệm cùng với các cô cũng như là các bé ngay tại trường học như thế này.